bây giờ mời em sang một phần của bài ngày hôm nay. Trên thực tế cái này lúc nãy chúng ta đã học rồi đấy. Học ở chỗ nào nào? Đó là đại từ chỉ định etật. Chúng ta có đại từ chỉ định etật. Đại từ chỉ định etật đấy. Đây, etật. Đấy. Đại từ chỉ định này nó biến đổi theo giống. Đi với các danh từ giống được thì nó là etật ananas. Ananas là quả gì đây? Quả dứa đấy. Đấy, quả chuối thì nó không thể lẫn quả quả dứa được, đúng không? Đấy, quả dứa, tạc nó có gai, quả dứa, đấy, đấy. À, thế là đến cà rốt cà là gì nào? Cà rốt cà. Nó. Cà rốt cà. Cà rốt cà. À, đó là cái hộp. Cái hộp kẹo, cà rốt cà. Đấy. À, các em học xong lại quên, quên xong lại học. À, chỉ sợ các em không học thôi chứ không sợ các em quên. Em gì chơi? À, học là để quên, các em học ngoại ngữ là sẽ quên. À, các em bảo là thầy ơi, em học hay quên lắm, làm thế nào, đơn giản, muốn không quên thì nhắc lại, ôn lại. À, ôn rồi lại quên, quên như vậy thì cứ ôn đến bao giờ nhớ thì thôi đấy. À, em là thông minh thì nhắc lại một lần hai lần là nhớ, chả có ai học một lần mà nhớ cả đấy. À, không có phải học hai lần ba lần. Em nào mà chỉ nhớ kém hơn thì học 5 lần 7 lần. Ai mà chỉ nhớ kém hơn nữa thì học 10 lần, 15 lần. Đúng không? À, thế vậy thì chúng ta có thời gian để chúng ta làm việc đấy. Cứ nói đi. Đấy. À, tả cà rộp cà là cái gì? Là cái hộp cà rộp cà. Đấy. À, thế đi với đại từ ê tất này sang cà rộp cà là gì nào? Ê tả. Ê tả. Đấy. Cái từ Anna đây là gì vậy? Từ Anna ở đây nó chỉ rằng là đây là giống cái. Ôn là gì? Là giống được. Ôn sẽ là ê tật. Ê tật ananas. Anna sẽ là ê tả. Eta caroca. Ano là gì? Ano là giống chung. Ano lúc chung nên nó sẽ là eta. Vino là danh từ giống chung. Đi với vino sẽ là eta vino. Loại rượu vang này. Nhớ là này nhé. Eta vino. Đúng chưa nào? Añi. Añi là số nhiều. E chi can phiệt tươi. Can phiệt tươi là số nhiều. Những cái kẹo này. E chi can phiệt tươi. Đúng chưa? Đấy. À, em hiểu ý nghĩa của cái đại từ chỉ định này chưa nào? Hiểu rồi, nó là này. Đấy, nó là cái gì vậy? Nó là này. À, thế bây giờ em sẽ nói giúp thầy giáo nào. Ngôi nhà này. Ê tật đồng. Phải là ê tật, đúng chưa nào? Đấy, cái ô tô này. Ê ta machina. Bức thư này. Ê tơ pismo. Cái cửa sổ này. Ê tơ akno. À, cái cậu bé này. Ê tất. Cậu bé là đàn ông thì phải là ê tất rồi, là ôn rồi. Ê tất mản chị. Đấy. À, đúng không nào? À, cái anh chàng phóng viên này. Journalist. Ê tất journalist. Đấy. Cái vở opera này. Ê tất opera. Quyển sách này. Eta ba mẹ này. Eta mama. Đấy. À, cô gái này. Eta dievushka. Chàng trai này. Đúng nào? Parien là chàng trai. Chàng trai phải là ôn. Ôn thì phải là gì nào? Etat. Đúng chưa? Đấy. Etat. Đấy. À, đó, хорошо. Chàng trai này. Этот парень, да? À, этот парень. À, cậu học sinh này. Этот ученик. Đấy, этот ученик. Cô giáo này. Эта учительница. Ngôi trường này. Эта школа. Thành phố này. Этот город. À, ta. À, tiếp theo nữa nào. À, loại bia này. Это пиво. À, пиво là bia. Это пиво. Cái chỗ ngồi này. Это место. Cái cầu này. Это most. À, đúng không? Đấy. Những ngôi nhà này.
Đàn á. Ê chị đã mà những quyển sách này. Ê chị Ê chị nhí ghi khá số những người bạn này. cũng như gì? Ê chị друзья. Các cậu sinh viên này. Ê chị друзья. Ê chị student tươi. Ê chị Ê student tươi. Các thầy giáo này. Preparava chenli, echi preparava chenli, các cô bé này. Dievochki, echi dievochki, echi dievochki, đấy, echi dievochki, những người đàn ông này. Echi mushini, những người phụ nữ này. Genshin, echi genshin, những bức tranh này. Echi cartine, đấy. À đấy, thế đây chúng ta nhìn thấy đó là gì nào? Chúng ta đã nói giống đực, giống cái, giống chung và số nhiều, đúng không? Thế bây giờ đó nó mới chỉ là một cụm từ thôi, nó chưa là câu, đúng không? À thế bây giờ chúng ta phải nói là nó thành câu. À thành câu nhé. À, ngôi nhà này đẹp. Ngôi nhà này đẹp. Nói thế nào? Ê tất đồm đẹp là gì? Cra xí vui. Đấy, câu của nó đây. Ê tất đồm cra xí vui. Mẫu câu đây. Đúng chưa? Đấy. Ê tất đồm cra xí vui. À, tại sao nó lại là một câu hoàn thiện? Bởi vì sao? Nó gồm có chủ ngữ ê tất đồm. Đồm là chủ ngữ này. Ê tất là mở rộng cho cái chủ ngữ này. Ê tất đồm. Ngôi nhà này đẹp. Crasi với đẹp. Đẹp là vị ngữ. Đấy. Ê tất đồm. Crasi với. Thế là hoàn thiện một câu có dấu chấm đằng sau rồi. Đấy. Thế bây giờ nói cái ô tô này đẹp nào. Đúng rồi. Ê tất machine crasi với ấy. Đấy. Cái bức thư này đẹp nào. Crasi với nhé, đúng rồi. Cậu bé này đẹp nào. Lán chích. Crasi với. Đấy, đúng chưa? Đấy. À, đó. À, thế quyển sách này đẹp nào. À, ấy là crasi với. Bà mẹ này đẹp nào. Eta mama crasi vaya. Đúng không? Cô gái này đẹp nè. À, eta dievushka crasi vaya. Chàng trai này đẹp nè. Parin. Eta parin. Parin. Eta parin crasi vaya. Thế có thích trai đẹp không? Hả? Nói thật nè. Con gái có thích con trai đẹp không? Chắc có nhỉ, đúng không? Đấy. À, hả? À, chắc là con gái mà nhìn thấy con trai đẹp chắc mắt tít lên đúng không? Đấy. Thấy không? À, con ngắm không? Không hả? Đấy. À, mình cũng không biết, vì mình không phải là con gái, mình không biết. Đấy. Ừ, khá là số. À, tiếp theo nào, ngôi trường này đẹp nào. À, esta escuela crecí. Thành phố này đẹp nào. Это город красивый. À, cái chỗ ngồi này đẹp nè. Это место красивое. Thế cây cầu này đẹp nè. Это мост красивый. Đấy. Ngôi, những ngôi nhà này đẹp này. Эти дома красивые. Đấy. Echi dama krasive. À, những quyển sách này đẹp này. Echi knigi krasive. Đấy. Хорошо. À, thế bây giờ chúng ta đã có cái câu ê tất rồi. Ê tất là này. Đấy. Này. Thế kia thì sao? Trong tiếng Việt nó có này và kia cơ mà. Có phải vậy không? Đấy. Phải vậy không em?
À, người này thì tốt thì người kia thì xấu, có phải vậy không? Đấy. À, có phải vậy không? Thế trong tiếng Nga nó nói như thế nào nào? Trong tiếng Nga nó sẽ nói kia là gì? Nào, kia. Đấy. Это. À, kia là tốt. À, đúng chưa? Đấy. Kia là tốt, это tốt. Đấy. À, thế eta là giống cái ta, thế kia là gì? Giống cái ta, kia giống cái là gì nào? Ta. Đấy. Tốt ta. Đấy. À, đấy chưa? Ủa, tạc đấy. À, thế thì eter là này, thế kia là gì? Tô. Em nhỉ? Tô. Đúng chưa? Thế mà echi thì là những cái này, thế còn những cái kia thì sao? Che. Đấy. Che. Che. Đấy. Ủa, tạc đấy. Đó. Hiểu chưa nào? Ủa, tạc. Thế bây giờ chúng ta đã có này và kia đủ rồi. Đấy. Etet tốt, eta ta, em đọc nào, etet tốt, tốt, eta ta, etet tốt, echi che, à đi chưa nào, đấy, tự đọc lại nào, etet, à thế bây giờ chúng ta sẽ đặt một câu nhé. Ngôi nhà này thì đẹp, ngôi nhà kia không đẹp. Nó. Chúng ta sẽ nói như nào? Etat dom. À, krasivý. Tốt dom. Đấy. A tốt dom. Nhé krasivý. Đấy. Chấm. À, hết một câu hoàn thiện chấm. Đấy. Etat dom krasivý. Tốt đồm như cái xì với à đó đấy chứ nào dễ không nào đấy quá là dễ luôn đấy s à không phải là đồm mà là etật đấy etật à đây chúng ta phải là etật chúng ta nhà màu xanh nha thế còn tốt cũng là màu xanh nha đó tốt đấy đó etật và tốt thành một cặp đó. Đấy à phải chưa thế bây giờ chúng ta nói cái ô tô này đẹp còn cái ô tô kia không đẹp. Ô tô này đẹp, ô tô kia không đẹp. Машина красивая. Та не красивая. Đấy. À, cái cửa sổ này đẹp còn cái cửa sổ kia không đẹp. Это окно красивое. À, то не красивое. Những quyển sách này đẹp và những quyển sách kia không đẹp. Эти книги красивые, а те некрасивые. Đấy. Ồ, dễ rồi đúng không nào? Đấy. Tác. À, thế như vậy đến đây chúng ta đã học xong gì nào? Chúng ta đã học xong etớt và tốt đấy. À, ở giống cái, giống chung và ở số nhiều. Đúng không nào? Tác. Хорошо. À, thế như vậy vừa rồi là chúng ta đã học xong một phần rất quan trọng của bài ngày hôm nay chúng ta đó là phần bài đọc luyện tập và học thêm kiến thức mới với cấu trúc câu etật đấy etật tốt tắc à, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem mẫu câu giao tiếp của chúng ta thỉnh thoảng chúng ta lại học mẫu câu giao tiếp đấy cứ một hai bài chúng ta lại học một vài mẫu câu giao tiếp những cái mẫu câu này nó là những cái mẫu câu chuẩn khi mà các em muốn nói thì các em phải nói đúng y xì phọc như thế luôn đấy đó không phải là ở đây nó chứng minh cho chúng ta thấy là gì nào không phải là chúng ta cứ học từ xong ghép vào thành câu được mà chúng ta phải nói đúng theo cái chuẩn câu của người ta đấy người ta nói như nào chúng ta lặp lại đúng như thế luôn như con vẹt luôn đó là câu gì мне кажется tớ có cảm tưởng như là мне кажется экскурсия в Новгород будет очень интересная à cái câu linh tinh đằng sau chúng ta không quan trọng chúng ta có câu мне кажется đấy mình như casa có nghĩa là tớ có cảm tưởng là em gì đấy à em nói là mình như casa casa đấy mình như casa à thế trả lời nào giáo viên tớ tự tin như thế đấy đấy tớ cũng tin là như vậy à đúng không nào chúng ta hay trong giao tiếp nói là gì nào à tớ có cảm tưởng như là trời sắp mưa đấy à tớ cũng tự tin rằng là trời sẽ mưa đấy à thế vậy thì cái từ đó là gì Uvirin. Uvirin là một tính từ ngắn đuôi. Đấy. À, ya hay là on là uvirin giống được
уверен, она уверена, они уверены. Đấy. À, đúng như chúng ta đọc nào. Я уверен. Я уверен. Она уверена. Она уверена. Они уверены. Они уверены. Đấy. À, thế tiếp theo nào. Так. Что купить на ужин? À, chúng ta đã biết cấu trúc câu ужин là ăn tối. Và на ужин là cho việc ăn tối. Mua cái gì cho bữa tối nay? Что купить на ужин? Em nói nào. Что купить на ужин? Что купить на ужин? Я могу купить овощи. Em đọc nào. Я могу купить овощи. Я могу купить овощи. А ты купи молоко и хлеб. А ты купи молоко и хлеб. Да? À, tớ có thể mua rau, còn cậu thì mua sữa và mua bánh mì. À, tươi cupi mà là cố ý khởi liệt. Đấy. À, cấu trúc câu là gì? Cupi. Cupi là gì vậy? Đó là thức mệnh lệnh của động từ cupi. Cupi là cậu hãy mua. Đấy. À, yamagu, chúng ta đã biết động từ moch rồi. À, moch đó là gì nào? Có thể. Đấy. Tôi có thể mua yamagu, tươi gì? Tươi mozesh. On может. Chia nào? Chia động từ может nào? Yamagu. On может. On может. Mười. Может. Mười может với. Vì может. Ani. Ani может. Ani может. Đấy. Thế và anh chàng này sao? Я согласен. Я согласен. Согласен. Я согласен. Nói nào. Согласен. 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 Là tôi đồng ý. Đấy. Я согласен. Согласен là gì vậy? Đó cũng là một tính từ ngắn đuôi. Giống được đi với я он согласен. Em nói nào. Я согласен. Я согласен. Tôi đồng ý. Đấy. Она согласна. Она согласна. Cô ấy đồng ý. Они согласны. Они согласны. Они согласны. Đấy. À đó. Thế và đây có мне кажется. Đây là thì hiện tại. Đấy. Quá khứ là мне казалось. Мне казалось. Đấy. Nói chuyện ngày hôm qua tôi có cảm tưởng như là tớ gặp một ai đó ở ngoài đường quen quen. Đấy. Мне казалось. Мне казалось. Nói vậy đấy. Em nói nào. Мне казалось. Мне казалось. Мне казалось. Мне кажется. Мне кажется. Đấy. À, bây giờ anh chàng này кажется cái gì? Anh chàng này bảo là tớ có cảm tưởng như là cái chuyến đi tham quan thành phố Novgorod будет очень интересно, sẽ rất là thú vị. Đấy. Em nói nào. Мне кажется. Мне кажется. Экскурсия в Новгород. Экскурсия в Новгород. Новгород. Будет очень интересная. Будет очень интересная. Да? Будет очень интересная. Trả lời nào. Я уверен. Я уверен. Я уже видел. Я уже видел. Программу. Программу. Программа là một chương trình. Cái chương trình đi tham quan hôm đó. Đấy, tớ đã nhìn thấy chương trình đi rồi. À, mấy giờ thì xuất phát, mấy giờ thì đi đến đâu, và thăm những nơi nào, đã ăn trưa ở đâu. Đấy gọi là chương trình. Programma. Chúng ta có từ programma. Em nói nào. Programma. 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 Đấy, programma. Хорошо. Tiếp theo nào. Что купить на ужин? Mua cái gì cho bữa tối nào? Что купить на ужин? Я могу купить овощи. Да, я могу купить овощи. А ты? А ты купи молоко и хлеб. Молоко и хлеб, да? Я согласен. Я согласен. Я согласен. А, ты đồng ý, да? А, nói lại nào. Я согласен. Я согласен. Она согласна. Она согласна. Они согласны. Они согласны. Я уверен. Я уверен. Она уверена. Она уверена.
Они уверены. Они уверены. Мне кажется. Мне кажется. Мне казалось. Мне казалось. Đấy. À thì bây giờ em nói giúp thầy câu là à, cậu nói tiếng Nga nhanh lắm. Cậu nói tiếng Nga nhanh lắm. Nói thế nào? Ты говоришь по-русски быстро. Đấy. À, chúng ta nói câu đó nè. Ты говоришь по-русски быстро. À, thế bây giờ nói, tớ cảm tưởng là cậu nói tiếng Nga nhanh. Мне кажется. Мне кажется. Ты говоришь по-русски быстро, да? Мне кажется, ты говоришь по-русски быстро. А, да? Я nói lại cả câu nào. Мне кажется, ты говоришь по-русски быстро. Мне кажется, ты говоришь по-русски быстро. Да? А, nói là tớ đồng ý. Я согласен. Я согласен. Согласен. Я согласен. Tớ sẽ nói chậm hơn. Я буду. Я буду говорить. Да? Я буду говорить. Медленнее. Я буду говорить медленнее. Я буду говорить медленнее. Chúng ta có đuôi ye là đuôi tính từ so sánh, à trạng từ so sánh đấy. Tớ sẽ nói chậm hơn. Я согласен, я буду говорить медленнее. Đấy. Đó. À thế bây giờ em nói câu là tớ có cảm tưởng trời sắp mưa. Мне кажется. Скоро. Скоро là sắp sửa. Скоро пойдёт. Скоро пойдёт дождь. Đấy. Мне кажется, скоро пойдет дождь. Tớ có cảm tưởng trời sắp mưa. Trả lời nào. Tớ tin là trời sẽ mưa. Я уверен. Я уверен, что дождь пойдет. Я уверен, что дождь пойдет. Đấy. À, em nói lại cả tất cả những câu này nào. Мне кажется. Мне кажется. Ты говоришь по-русски быстро. Я согласен. Я согласен. Я буду говорить медленнее. Мне кажется. Скоро пойдет дождь. Дождь. Дождь или чай мыть, да? Я уверен. Я уверен, что дождь пойдет. Да? Я уверен, что дождь пойдет. Tớ tin rằng là trời sẽ mưa. Да? À, thế như vậy đó là phần bài học ngày hôm nay của chúng ta. Cảm ơn em. Và hẹn gặp em trong bài học tới. Để nắm thật tốt những cái kiến thức này, em cần phải xem lại video nhiều lần nhé. Хорошо? Да? Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Увидимся. Пока. Пока, пока. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.